lên. Giỏi quá. Hình như anh đói nói vậy là vui rồi, vui hơn đi coi mấy con thú. Rồi có đi xuống không? Đi xuống nữa anh Tròn. Anh Tròn đi xuống đây. Ê ê ê. Rồi đứng lên đi xuống nè. Đi chậm thôi, từ từ té. Sợ không? Đi lên, đi lên, đi lên, đi lên cho mắt coi nè. Chờ đi lên ba đỡ nè.